mát, máy lọc nước Daikin và Makano tại app Mega One nhập code bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây: tạm đình chỉ phó chi cục hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu gây tai nạn rồi bỏ chạy; lắp lan can cho cầu 10 tỷ xây xong dân sợ không dám đi; cả ngàn người chữa cháy giữa nắng nóng 40 độ C; hung thần xa lộ tiếp tục hoành hành đường cấm; 85 người nhiễm nCoV từ một quán bar tại Mỹ. Sau đây là những thông tin chi tiết về các tin tức nóng mà chúng tôi vừa cập nhật đến 20 giờ ngày 28 tháng 6. Hiện nay, tình trạng xe tải, xe ben vô tư ra vào thành phố trong khung giờ cấm, các tuyến đường cấm đã gây ra nhiều vụ tai nạn, phá nát hàng loạt con đường, trở thành nỗi ám ảnh người dân. Phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi nhận tại các tuyến đường Trường Chinh, quận 12, Tân Bình, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hai Bà Trưng, quận 1, quận 3, nhiều xe ben, xe bồn thường xuyên chạy vào giờ cấm, phóng bạt mạng, khiến người đi đường ngao ngán. Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, trong thời gian tới, phòng BC08 sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xử phạt những trường hợp xe ben, xe bồn đi vào khu vực cấm, giờ cấm thông qua hệ thống camera nhằm răn đe những tài xế vi phạm, góp phần cho tình hình giao thông trên địa bàn thành phố được tốt hơn. Liên quan đến việc cầu Thiết Tràng, xã Nhân Mỹ, thị xã An Nhân, tỉnh Bình Định xây 10 tỷ nhưng dân sợ không dám đi, ngày 28 tháng 6, đơn vị thi công cầu Thiết Tràng cho biết hiện việc lắp lan can đã được đơn vị hoàn thành, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cầu Thiết Tràng do Tổng cục Đường bộ đầu tư xây dựng với kinh phí 10,125 tỷ đồng là con đường độc đạo qua lại của 1.700 hộ dân xã Nhân Mỹ. Trước đó, người dân ngỡ ngàng khi thiết kế cầu mới cao chót vót. Vị trí lên cầu thay vì nối thẳng ra đường lớn lại thụt lùi vào bên trong, tạo thành góc cua tử thần nên nhiều người không dám đi. Theo đơn vị thi công, hiện còn một số hạng mục nhỏ chưa hoàn thành. Chậm nhất 2 tuần nữa, đơn vị sẽ bàn giao cầu Thiết Tràng cho địa phương. Sáng nay, một nữ tài xế cầm lái chiếc xe Toyota Wigo bất ngờ lùi xe đâm vào 3 chiếc xe máy và tông sập tường trung tâm Anh ngữ ở trên đường phố của thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Một số nhân chứng cho biết, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ chưa rõ danh tính lùi xe thì bất ngờ đâm vào 3 chiếc xe máy ở bên đường. Chiếc xe chỉ dừng lại khi tông sập tường trung tâm Anh ngữ. Gây tai nạn xong, nữ tài xế hốt hoảng rời khỏi xe. May mắn thời điểm xảy ra sự việc, ở hiện trường không có học sinh đi học nên không có thương vong về người. Tại hiện trường, 3 chiếc xe máy bị đè hỏng, phần tường và kính của trung tâm Anh ngữ cũng bị đổ sập. Người thân nữ tài xế sau đó đã thuê xe cứu hộ tới hiện trường để kéo chiếc xe ra ngoài. Thưa quý vị, hôm nay đại diện Cục Hải quan tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đã có quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Mai Như Vệ, 54 tuổi, Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu thuộc Chi cục Hải quan tỉnh Bình Phước để làm rõ về thông tin ông này gây tai nạn rồi bỏ chạy, khiến dư luận xôn xao những ngày qua. Theo ghi nhận, đến trưa ngày 28 tháng 6, chị Phạm Thị Năm, 36 tuổi, vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước với chấn thương khá nặng khắp cơ thể. Sau khi nắm thông tin ban đầu về vụ việc, Cục Hải quan tỉnh đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vệ để phục vụ công tác điều tra theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, ông Vệ lái xe Honda CR-V trên đường DT-759 hướng từ huyện Bù Đốp đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến khu vực thôn Bình Tân, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, bất ngờ xe này tông trực diện vào xe máy do chị Năm cầm lái chạy theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến chị Năm ngã văng ra đường, bị thương khá nặng. Sau khi gây tai nạn, ông Vệ tiếp tục phóng xe đi, nhưng chạy được khoảng 5 km thì bị một số người dân đuổi theo chặn lại. Toàn bộ diễn biến của vụ tai nạn giao thông đã được người dân tại hiện trường và người đi đường ghi lại. Thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 6, vụ cháy rừng xảy ra tại 4 xã của 3 huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã cơ bản được khống chế, không để lây lan sang các khu vực lân cận. Vụ cháy rừng này xuất phát từ đám cháy rừng thông ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An từ chiều ngày 26 tháng 6. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã huy động các lực lượng tích cực dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng nóng hơn 40 độ C kết hợp với gió thổi mạnh nên công tác chữa cháy rừng và khống chế ngọn lửa bùng phát gặp nhiều khó khăn. Đám cháy sau đó lan ra các khu rừng xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc và Diễn Lợi, Diễn Phú, huyện Diễn Châu. Để đảm bảo an toàn cho người dân, huyện Diễn Châu đã dồn toàn lực để làm đường băng cản lửa tại bìa rừng, nơi tiếp giáp với hàng trăm hộ dân để lửa không lây lan, đồng thời lên phương án di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm bìa rừng, xã Diễn Lợi, với khoảng 250 hộ dân chuẩn bị sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn nếu lửa tràn xuống.
Ước tính ban đầu có hơn 50 hectare rừng, chủ yếu là thông và cây keo tại 4 xã này bị thiêu rụi. Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh niên tạt nước mưa vào người đi đường rồi cười đùa thích thú gây phản cảm với nhiều người trên mạng xã hội. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 26 tháng 6 tại Sóc Trăng. Theo hình ảnh được ghi lại trong video, thời điểm này tại khu vực xảy ra mưa lớn, sau khi chứa nước mưa vào các thùng nước và cả xẻng hút rác, ba thanh niên rình người đi đường và tạt các xô nước này vào người họ. Sau khi được đăng tải, đoạn video đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì hành động phản cảm và thiếu ý thức của nhóm thanh niên này. Hiện tại, video vẫn thu hút nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Tối ngày 27 tháng 6, tại nhà thi đấu quân khu 7 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra đêm nhạc tri ân có chủ đề Khi ta sống với sự tham gia của gần 2.000 người là các y bác sĩ, quân nhân, tình nguyện viên, khán giả trẻ. Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu thích hiện nay như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bảo Anh, Trúc Nhân, Ngô Kiến Huy đã mang đến những phút giây thư giãn cho các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch và không khí tươi vui, đầy lạc quan, lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng để tạo ra những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn. Hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra lễ hội thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 44 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2020. Lễ hội sẽ diễn ra trong 6 ngày, từ 27 tháng 6 đến 2 tháng 7 tại phố đi bộ với nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Mỗi ngày từ 10 giờ đến 22 giờ 30 tại các sân khấu của phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc như trình diễn thời trang áo dài xưa và nay, trang phục lễ cưới xưa và nay của các dân tộc, đơn ca tài tử, diễn xiếc, ảo thuật. Ngoài ra, trong chương trình còn có hội diễn tiếng hát miền Đông với sự tham gia của nhiều tỉnh thành như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận. Chuyển sang phần tin thế giới, tại Mỹ hiện có 85 người dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tới một quán bar tại bang Michigan trong tháng 6. Hiện nhiều người cũng đang được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Phòng Y tế hạt Inham, bang Michigan, Mỹ ngày 27 tháng 6 yêu cầu tất cả những người từng tới quán bar Harper's Restaurant and Brew Pub ở khu Đông Lansing trong thời gian từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 phải tự cách ly và kịp thời báo cáo nếu nhiễm COVID-19. Thông báo được đưa ra sau khi giới chức y tế xác nhận 85 người từng lui tới quán bar này dương tính với virus, tăng 2,5 lần so với 34 ca được ghi nhận hồi giữa tuần. Linda Vell, Ủy viên Y tế hạt Inham cho biết số ca nhiễm liên quan tới cụm dịch này dự kiến còn tiếp tục tăng. Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ sau khi nước này mở cửa trở lại. Số ca nhiễm tăng kỷ lục hơn 46.000 sau 24 giờ. Gần chạm mốc 2,6 triệu, trong đó hơn 128.000 người chết. Tính đến 8 giờ sáng ngày 28 tháng 6 giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 10.050.162 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 501.262 ca tử vong. Tại Ấn Độ, bầu trời của thành phố Gurgaon đã đen kịch trong ngày 27 tháng 6 vì hàng chục ngàn con châu chấu sa mạc. Một phần thủ đô New Delhi được đặt trong tình trạng báo động khi bị châu chấu áp sát, nhất là khu vực sân bay quốc tế Delhi. Theo đài BBC, thông báo của chính quyền New Delhi cho thấy đây là lần đầu tiên thành phố Gurgaon bị nạn châu chấu sa mạc. Thông báo yêu cầu chính quyền các quận cảnh giác cao, chuẩn bị các phương án diệt trừ châu chấu. Cơ quan hành chính các quận có trách nhiệm huy động nhân viên đi hướng dẫn người dân cách xua đuổi châu chấu bằng cách tạo ra âm thanh lớn như gõ trống, cua nồi chảo, bật to loa đài, đốt pháo. Người dân được khuyên nên đóng cửa ở trong nhà để tránh bị châu chấu quấy rầy hoặc dùng nồi chảo trống để dọa đàn châu chấu. Theo các chuyên gia, nếu không thể kiểm soát, châu chấu có thể tàn phá các diện tích trồng lương thực thực phẩm, gây thiếu đói. Tại Trung Quốc, truyền thông Trung Quốc đại lục và Hồng Kông mới đây đã đăng nhiều video cho thấy tình trạng ngập lụt ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Theo trang The Papers.cn, cùng với trận mưa như trút nước, nhiều nơi ở thành phố Nghi Xương bị chìm trong nước, trong khi lở đất cũng xảy ra và nhiều phương tiện cá nhân gặp sự cố ngay trên đường. Một chiếc xe hơi bị chìm trong nước sâu đến mức khiến cửa xe không thể mở. Cảnh sát sau đó đến trợ giúp để cứu những người bị kẹt bên trong. Nhiều người dùng mạng đã đặt nghi vấn về sự liên quan giữa đập Tam Hiệp và tình trạng ngập lụt ở Nghi Xương. Tuy nhiên, hiện phía Trung Quốc không công bố thông tin chính thức nào cho thấy đập Tam Hiệp xả lũ dẫn tới các khu vực xung quanh chìm trong nước. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Vẫn như thường lệ, bản tin sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn.
tv.tuoitre.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. Máy làm mát, máy lọc nước Daikyo San và Makano tại app Mega One nhập code bảo quà 38 tỷ, cứ mua là trúng.